Hello, chào mừng các bạn đến kênh Bánh Tư Vlog. Này đang đứng thì ngã tư Gia Xà, đường Phan Anh, tỉnh Long Mười gì và hôm nữa gì các bạn. Ở đây có tiệm quần áo, hay bánh tiêu đi sắm quần áo cho mấy đứa con nhỏ hay gì các bạn. Đồ trẻ chi về trẻ các bạn, 297 tỉnh là 10 nón đầy đủ. Quần rất nhiều, mẹ nhiều. Đừng có không có đủ kiểu luôn. Bên kia đường có dịch quay. Gia Xà cũ luôn nè quý vị các bạn. Nghe cái tôi thì xanh đường đỏ. Có bớt không? Có bớt không? Để giảm giá nè. Đây có giảm giá nè. Giảm giá cũng biết tầm tuổi à. Từ 1 tuổi tới 3 tuổi. Thằng này 4 tuổi. Chúc Tết, mùng 1 chúc Tết như các bạn.
Ừ, cái đó nó gọn đó. Đây địa chỉ 297 tỉnh Lộ 10 gì các bạn. Gì các bạn có con nhỏ chở lên đây mua nè. Rồi video tới đây kết thúc như vậy các bạn nha. Mình cũng chuyện qua nhiều.